Chào mừng các bạn đã đến với video bài giảng trên trang lời giải hay.com Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau học và trả lời các câu hỏi bài tập trong bài số 2 Tọa độ của một điểm và đồ thị hàm số Sách giáo khoa toán 8 chân trời sáng tạo Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hoạt động mở bài Bạn Cúc mới học chơi cờ vua Em hãy tìm giúp bạn quân hậu trắng đang ở giao giữa các cột nào và hàng nào Tại giao của cột B và hàng 8 là quân gì? cho biết tên gọi của các quân cờ trên bàn cờ vua như sau đây các bạn sẽ thấy là trong sách giáo khoa của chúng ta sẽ có hình ảnh và tên gọi của các quân cờ trên bàn cờ vua được chưa nhỉ ở đây chúng ta có hai câu hỏi câu hỏi thứ nhất là quân hậu trắng đang ở giao của các cột và hàng nào thì đầu tiên là chúng ta tìm vị trí của quân hậu trắng đã đúng không à, trên hình ảnh thì các bạn sẽ thấy là quân hậu trắng của chúng ta là quân này đúng nhỉ với quân hậu trắng này thì nó sẽ nằm ở uh, vị trí là giao giữa cột của chúng ta là cột D và hàng số 1. Đúng nhỉ? Đây. Đó. Hàng là hàng số 1 này. Và cột là cột D. Được, đúng, đúng chưa nhỉ? Chúng ta trả lời vào đây nhá Quân hậu trắng. Ở vị trí giao giữa cột D và hàng số 1. Được chưa nhỉ? Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai này thì à, đề hỏi chúng ta là tại sao tại giao điểm của cột B và hàng 8 là quân gì? Thì các bạn sẽ nhìn thấy cột B của cô đây. Đúng không nhỉ? Đây là cả cột B này. Hàng số 8 đây. Chúng ta kéo sang này hàng số 8, cột B thì quân này là quân mã đen, đúng không nhỉ? Các bạn trả lời vào đây cho cô. Giao điểm của cột B và hàng số 8 là quân mã đen. Được chưa nhỉ? Thì các bước mà để chúng ta tìm ra quân hậu trắng cũng như quân mã đen thể hiện là tọa độ của một điểm ở trên đồ thị hàm số. Vậy thì tọa độ của một điểm trên đồ thị hàm số là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Phần 1 nhỏ. Tọa độ của một điểm Các bạn quan sát cho cô hoạt động khám phá số 1. Trên biển có một con tàu ở vị trí A và một hòn đảo ở vị trí B như ở trong hình 1 này. Hãy mô tả vị trí của con tàu và vị trí của hòn đảo so với vị trí của hai trục OX và OY. Thì các bạn quan sát cho cô đây là vị trí của con tàu, vị trí A này. Đây là vị trí của hòn đảo, là vị trí B này. Các bạn sẽ thấy là con tàu nằm ở vị trí A sẽ cách cái trục OX của chúng ta Người ta bảo là mô tả vị trí của con tàu và hòn đảo so với hai trục OX OY Đúng không? Thì con tàu ở vị trí A này sẽ cách trục OX là 8 km Đúng không nhỉ? Và nó sẽ cách trục OY là OY của chúng ta đây Đấy, khoảng cách trục OY là đoạn này là 4 km Đúng không nhỉ? Chúng ta trả lời vào đây nhá con tàu ở vị trí A sẽ cách trục Ox 8 km và cách trục Oy 4 km. Được chưa nhỉ? Ok. Tiếp, đối với hòn đảo thì hòn đảo sẽ ở vị trí B sẽ cách trục Ox đây các bạn nhìn này. Đó, khoảng cách trục Ox là 7 km và khoảng cách đến trục Oy là 3 km đúng nhỉ? Con tàu, à xin lỗi các bạn, hòn đảo đúng không? Hòn đảo ở vị trí B sẽ cách trục OX bảy km và cách trục y ba km. Đó, đây chính là vị trí của con tàu và hòn đảo. À, so với trục Ox và trục Oy. Trong thực tế thì có nhiều tình huống chúng ta cần phải xác định vị trí của các điểm trên một mặt phẳng. Cái mặt phẳng này thì có thể gọi là mặt phẳng tọa độ. Chúng ta rút ra được một số định nghĩa như sau này. Trên mặt phẳng ta vẽ hai trục Ox Oy vuông góc với nhau tại gốc O của mỗi trục. Khi đó, ta có hệ trục tọa độ Ox y như ở trong hình 2, các bạn nhìn thấy này. Các trục Ox và Oy thì được gọi là các trục tọa độ. Ox gọi là trục hoành và thường được vẽ nằm ngang. Oy thì được gọi là trục tung và thường được vẽ thẳng đứng. Giao điểm O được gọi là gốc tọa độ. Mặt phẳng có hệ trục tọa độ OXY là một mặt phẳng tọa độ gọi là mặt phẳng tọa độ OXY. Hai trục Ox và Oy sẽ chia mặt phẳng tọa độ thành bốn góc. À, góc phần tư thứ nhất này, góc phần tư thứ hai, góc phần tư thứ ba và góc phần tư thứ 4, được chưa nhỉ? các đơn vị dài trên hai trục tọa độ thường được chọn bằng nhau nếu không nói gì thêm định nghĩa thứ hai là định nghĩa về tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ ta xác định vị trí của một điểm p trong mặt phẳng tọa độ oxy bằng cách dùng hai số thực sau từ p vẽ các đường vuông góc với các trục tọa độ cắt trục hoành tại điểm a và cắt trục tung tại điểm b khi đó cặp số a b được gọi là tọa độ của điểm p và chúng ta sẽ ký hiệu là p mở ngoặc a chấm phẩy b đúng không? Số a được gọi là hoành độ và số b được gọi là tung độ của điểm P. Gốc tọa độ O thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có tọa độ là 0 0 được chưa nhỉ? Các bạn chú ý cho cô, trên mặt phẳng tọa độ, mỗi điểm P sẽ xác định đúng một cặp số ab thôi. Ví dụ như các bạn sẽ quan sát cái hình 4 và xác định cho cô uh, tọa độ của các điểm A B C trong hình 4. Thì cách làm của chúng ta như sau Từ A này các bạn sẽ kẻ các đường thẳng vuông góc với hai trục tọa độ Các đường thẳng này cắt OX tại à, điểm số 2 và cắt OY tại điểm số 3 Chính vì vậy nên là ta được tọa độ của điểm A ở đây sẽ là 2, 3 Làm tương tự thì chúng ta kẻ điểm B xuống này Sẽ cắt trục OX tại điểm số 5 và cắt trục OY tại điểm âm 3 nên là tọa độ của điểm B sẽ là 5 âm 3 Đối với điểm C thì các bạn từ điểm C này Kể một đường thẳng cắt trục OX tại điểm âm 1 Và cắt trục OY tại điểm âm 5 Nên là tọa độ của điểm C sẽ là Trừ 1, trừ 5 Được chưa nhỉ Rồi Tương tự như vậy các bạn làm cho cô bài thực hành 1 Và bài vận dụng số 1 nhé Bài thực hành 1 Bài thực hành 1 yêu cầu chúng ta tìm tọa độ Của các điểm O, E, F Trong hình số 4 Nào, đối với các điểm O, E, F thì các bạn sẽ thấy này điểm o của chúng ta là gốc tọa độ thế nên là chắc chắn nó sẽ có tọa độ là không không đúng không các bạn trả lời về đây điểm o là gốc tọa độ nên điểm o có tọa độ là không không đó chúng ta sẽ viết là o mở ngoặc không chấm phải không đúng không nào được chưa nhỉ điểm thứ hai là điểm e điểm e thì các bạn sẽ thấy là à, từ e chúng ta sẽ kể một đường vuông góc với ox và y đúng không e sẽ cắt ox tại điểm là âm ba này các bạn kể xuống đây cho cô và e sẽ cắt oi tại điểm là dương 4 vậy thì e sẽ có tọa độ là trừ ba bốn Điểm tiếp theo là điểm F. Chúng ta sẽ từ F kể đường thẳng vuông góc với OX sẽ cắt OX tại điểm có tọa độ là 3 này. Cắt OX tại 3. kể sang OI thì cắt OI tại âm 5. Thế nên là F sẽ có tọa độ là 3 âm 5. Được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ tìm được tọa độ của hai điểm EF và điểm O. Tiếp theo bài vận dụng số 1 tìm tọa độ vị trí A của con thuyền và vị trí B của hòn đảo trong hoạt động khám phá số 1. À, chúng ta quay lại hoạt động khám phá số 1 một chút. Ở hoạt động khám phá số 1 thì chúng ta mới chỉ chỉ ra cái vị trí tương đối thôi, đúng không? Tức là chúng ta sẽ xác định được con thuyền và hòn đảo sẽ cách trục Ox và cách trục Oy là bao nhiêu. Còn ở đây thì người ta yêu cầu các bạn là tìm vị trí, tìm tọa độ thì vậy thì chúng ta sẽ cần phải xác định được nó ở trên mặt phẳng tọa độ đúng không nhỉ à, các bạn này cô ghi lại cái này một chút nhá vận dụng số 1 này các bạn sẽ để cho cô là con tàu chúng ta đang ở vị trí A đúng không vậy thì tức là mình sẽ cần phải tìm tọa độ của hai điểm A và B đối với điểm A thì chúng ta sẽ à, ghi lời giải một chút nhá con tàu ở vị trí a có tọa độ này đối với con tàu thì chúng ta kể song song với trục ox à, kể xuống trục ox vuông góc với trục ox thì cắt ox tại điểm 4 này kể sang trục oi thì cắt cắt oi tại điểm 8 này vậy nên là điểm a sẽ có tọa độ là 4 8. Được chưa nhỉ? Tương tự như thế, hòn đảo hòn đảo sẽ ở vị trí B. Ở vị trí B. Có tọa độ. à Bây giờ vị trí B này, kẻ vuông góc với trục OX thì cắt OX tại điểm là âm 3. Kể sang trục OI thì cắt OI tại điểm 7. Vậy thì B sẽ có vị trí là Âm 3 7 Được chưa nhỉ Đó Đó là cách xác định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 nhỏ Xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó Phần 2 nhỏ Xác định một điểm Trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó Thì ở phần 1 là các bạn đã biết vị trí của điểm đấy rồi Chúng ta sẽ cần xác định tọa độ của điểm đấy Đúng không? Còn ở phần 2 là chúng ta đã biết tọa độ trước rồi Đó thì từ tọa độ các bạn cần phải xác định vị trí của điểm Đó, Hai cái này nó sẽ ngược nhau nhá Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hoạt động khám phá số 2 bạn khoa tìm được tấm bản đồ cổ cho biết kho báu của thuyền trưởng Độc Nhãn trên đảo Hòn Dừa ở hình 5 được giấu tại điểm có tọa độ là 6 4. Em hãy kể một đường thẳng vuông góc với trục Ox tại điểm 6 và một đường thẳng vuông góc với trục Oy tại điểm 4. Xác định giao điểm của hai đường thẳng vừa vẽ để giúp bạn khoa tìm ra kho báu. Thì ở hoạt động khám phá này đã chỉ cho các bạn các bước làm rồi, đúng không? Nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ kẻ một đường thẳng vuông góc với trục Ox tại điểm 6 điểm 6 của trục Ox đây Đúng không? Chúng ta kẻ một đường thẳng vuông góc lên đây Đây, cô sẽ viết bút màu đỏ cho các bạn dễ nhìn nhá Nó sẽ như này Đúng không? Rồi chúng ta lại kẻ một đường thẳng vuông góc vào trục OY tại điểm 4 Là điểm này Kể sang Đó Được Chưa? Điểm 6 đây Đó Xác định giao điểm của hai đường thẳng vừa vẽ Đây là chỗ này Đúng không nhỉ? giúp bạn khoa tìm ra kho báu vậy thì kho báu của chúng ta nằm ở chính cái gốc cây dừa đây đúng không nhỉ là giao điểm của hai đường thẳng này đó các bạn cô vẽ vào đây cho các bạn luôn nhá các bạn quan sát ở trong hình này luôn đó thì giao điểm hai đường thẳng này cô đặt đặt vào điểm A đi được chưa nhỉ đường thẳng à, vuông góc với OX và đường thẳng vuông góc với OY sẽ cắt nhau tại cái điểm A như ở hình vẽ ở đây được chưa nhỉ vậy thì để xác định một điểm P có tọa độ là A và B ta sẽ thực hiện các bước như sau. Tìm trên trục hoành điểm A và vẽ đường thẳng vuông góc với trục này tại điểm A. Thứ hai là chúng ta tìm trên trục tung điểm B và vẽ đường thẳng vuông góc với trục này tại điểm B. Giao điểm của hai đường thẳng vừa vẽ cho ta điểm P cần tìm. Ví dụ như ở trong hình 6, các bạn có thể quan sát này. Được chưa nhỉ? Các bạn lưu ý cho cô là trên mặt phẳng tọa độ, mỗi khập số A, B xác định một điểm P duy nhất. Các bạn quan sát cho cô ví dụ số 2 này vẽ một hệ trục tọa độ OXY và đánh dấu các điểm A có tọa độ là trừ 1, 2 và điểm B có tọa độ là 3, 4. Thì để xác định được điểm A có tọa độ là trừ 1, 2 và điểm B có tọa độ là 3, 4, ta sẽ xác định như ở hình vẽ số 7 này. Các bạn sẽ thấy là uh, A có tọa độ là trừ 1, 2, vậy thì tại trục hoành chúng ta lấy điểm trừ 1 kẻ một đường vuông góc lên. Được chưa nhỉ? Tại trục tung chúng ta lấy điểm là 2 kẻ một đường vuông góc sang hai cái đường này sẽ cắt nhau tại điểm A Điểm B cũng tương tự Chúng ta sẽ vẽ được điểm B có tọa độ là 3, 4 Như ở trong hình Các bạn quan sát nhé Rồi bây giờ các bạn sẽ làm cách tương tự Trả lời cho cô bài thực hành số 2 Và bài vận dụng số 2 nhé Bài thực hành số 2 này Để yêu cầu chúng ta vẽ một hệ trục tọa độ OXY Và đánh dấu các điểm C có tọa độ là 3, 0 D có tọa độ là 0, âm 2 và E có tọa độ là âm 3, âm 4 Thì bây giờ các bạn sẽ à, Vẽ cho cô Nhá Cô sẽ vẽ một cái hệ trục tọa độ ra đây này Đó Đầu tiên chúng ta phải có một cái hệ trục tọa độ trước nhá Đây là chú O ở gốc tọa độ này o, Y nằm thẳng này và OX nằm ngang này Được chưa? Sau đó cô đánh dấu các điểm Đó, đánh dấu lần rồi Tại vì ở đây cô không có thức kẻ Nên là các cái khoảng cách của cô có thể nó không được đều nhau hẳn Thì các bạn có thức kẻ thì các bạn sẽ đo chuẩn nhá Các khoảng cách này nó phải đều nhau nhá Chúng ta điền số vào thôi 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, được chưa? Ở đây là âm 1 này, âm 2 này, âm 3 này, âm 4 này, âm 5 này. Hàng dọc cũng vậy. Được chưa nhỉ? Rồi, sau khi đến đây rồi thì các bạn sẽ lấy cho cô này điểm C có tọa độ là 3 không? Vậy thì từ vị trí số 3. Đó, chúng ta giống một đường thẳng lên. Được chưa? Được chưa nhỉ? không thế nên là à, ở trục um, trục hoành thì người ta yêu cầu là không không nên chúng ta chính là trục ox luôn đúng không nhỉ giao điểm của cái đường thẳng này và trục ox là cái vị trí này đó vị trí này chính là điểm c đúng không chúng ta sẽ vẽ được điểm c ở đây này tiếp Cô có ghi tọa độ vào đây nhá ba không điểm tiếp theo là điểm d có tọa độ là không hai thì để đánh dấu được điểm D có tọa độ là 02 Thì từ điểm 0 trên trục hoành Chúng ta kẻ một đường thẳng vuông góc vào trục OX Thì đây chính là trục OY rồi Đúng không? Từ điểm âm 2 trên trục tung Ta vẽ một đường thẳng vuông góc với trục OY Từ điểm âm 2 Đây đây là điểm âm 1 này Đây là điểm âm 2 này Chúng ta kẻ một đường vuông góc Đúng không? Hai đường này sẽ cắt nhau tại chính cái điểm âm 2 này luôn Thế nên điểm này là điểm D Có tọa độ là 0,2 âm hai. Được chưa nhỉ? Tiếp, đối với điểm E có tọa độ là trừ 3, trừ 4. Thì trên trục OX, chúng ta sẽ kể một đường thẳng vuông góc với trục OX tại điểm âm 3. Đó, được chưa nhỉ? Chúng ta tiếp tục kể một đường thẳng vuông góc với trục OY tại điểm âm 4. Hai điểm này cắt nhau tại đây. Thì điểm này sẽ là điểm E có tọa độ là trừ 3, trừ 4. Được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ xác định được vị trí của ba điểm như cái hình vẽ của cô. Nhá. Ok. À, vậy là chúng ta đã biết cách xác định vị trí của một điểm khi mà biết à, tọa độ của chúng. Được chưa nhỉ? Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 3 nhỏ. Đó là đồ thị của hàm số. Chúng ta tìm hiểu hoạt động khám phá số 3 Làm thế nào để biểu diễn hàm số y bằng fx Trên mặt phẳng tọa độ Đây là câu hỏi của hoạt động khám phá số 3 Thì để biểu diễn uh, Hàm số y bằng fx Trên mặt phẳng tọa độ Thì ta sẽ cần Phải làm các bước như sau Ta sẽ cần phải biểu diễn Tất cả các điểm m Được chưa nhỉ Có, có tọa độ là x fx Thuộc cái đồ thị hàm số đó chưa nhỉ? Trả lời vào đây. Ta cần để biểu diễn hàm số y bằng fx trên mặt phẳng tọa độ thì ta cần uh, biểu diễn tất cả các điểm M có tọa độ là x, fx thuộc đồ thị hàm số đó. Được chưa nhỉ? Vậy thì khi mà vẽ một cái đồ thị hàm số mà các bạn đi biểu diễn tất cả các điểm thì nó sẽ khá là khó, thế nên thường là người ta sẽ chỉ biểu diễn một vài điểm đại diện thôi, sau đó là người ta kẻ nó vào nhá. Người ta có thể biểu diễn độ hàm số y bằng fx một cách trực quan bằng cách vẽ các điểm có tọa độ x y trong mặt phẳng tọa độ. Được chưa nhỉ? Ví dụ như ở ví dụ 3 này, Để yêu cầu chúng ta vẽ đồ thị của hàm số y bằng fx cho buổi bảng sau. Ờ, chúng ta có các giá trị của x và các giá trị của y tương ứng ở đây rồi. Vậy thì để vẽ được đồ thị hàm số này, ta sẽ uh, thấy là đồ thị hàm số là tập hợp của tất cả các điểm có tọa độ là x, fx, đúng không? Tức là các điểm của tọa độ là 20, 10 này, 22, 40 này, 24, 30 này, 26, 52 này, 28, 60 này Và điểm cuối cùng là điểm của tọa độ 30, 80 Được vẽ trên mặt phẳng tọa độ Thì các bạn quan sát hình 8 Đó, đây là một hình à, thể hiện cái cái điểm mà các điểm mà chúng ta vừa tìm được Được chưa? Chúng ta nối các điểm này vào Thì sẽ là đồ thị hàm số mà chúng ta đang cần tìm Nhá Ví dụ số 4 này, đề yêu cầu chúng ta lập bảng giá trị của hàm số có đồ thị như ở hình 9. Thì các bạn sẽ thấy hình 9 là chúng ta có 4 điểm ở đây rồi, đúng không? Vậy thì ta sẽ có bảng giá trị của hàm số đã cho như sau. Các bạn sẽ thấy là điểm M của chúng ta có tọa độ là 1, 4. Vậy thì x sẽ bằng 1 và y bằng 4. Điện tương, tương tự như vậy, các bạn sẽ tìm thấy điểm N có tọa độ là 2, 8. Thế nên là x bằng 2, y bằng 8. Điểm P có tọa độ là 3, 12 Thế nên x bằng 3 và y bằng 12 Điểm Q có tọa độ là 4, 16 Thế nên là ở bảng chúng ta sẽ điền là x bằng 4 và y bằng 16 Mình thu được một bảng như thế này Được chưa nhỉ? Bằng cách tương tự các bạn làm cho cô bài thực hành số 3 Và bài vận dụng số 3 nhé Vẽ đồ thị của hàm số y bằng fx cho bằng bảng sau Rồi À, chúng ta đã có giá trị của x và giá trị của y rồi. Vậy thì bây giờ cô sẽ vẽ đồ thị. Trước tiên thì chúng ta cần phải có một cái trục tọa độ đã. Cô vẽ một trục tọa độ ra, đúng không? Đây là trục Ox này. Đây là trục Oy. Rồi. À sau đó là chúng ta đánh dấu các điểm này đã. À ở đây thì để cho dễ thì chúng ta sẽ đánh dấu khoảng cách các điểm nó rộng ra một chút tại vì cô đang thấy là các điểm ở đây nó khá là bé đúng không? 1 2 này, 1 này, 2 này. Được chưa? x bằng âm 2 thì y bằng 2 chúng ta tìm các điểm nhá x bằng âm 2 là ở đây này y bằng 2 chúng ta nối lên đây điểm đầu tiên được chưa nhỉ sau đó chúng ta lại nối tiếp các điểm tiếp theo x bằng âm 1 y bằng 1 đây là điểm này được chưa điểm tiếp theo là x bằng 0 y bằng 0 là điểm này đó chúng ta sẽ lần lượt lấy các điểm có tọa độ như vậy nhá. Trình bày xuống đây nhá, lần lượt. À, tìm các điểm và đồ thị của hàm số sẽ là tập hợp của các điểm đó. Đồ thị hàm số là tập hợp của các điểm có tọa độ là trừ 2 2 này trừ 1 1 này 0 0 này 1 trừ 1 này và cuối cùng là 2 trừ 2 chứ nhỉ chúng ta lấy lần lượt các điểm như vậy nhá điểm O có tọa độ 00 này điểm có tọa độ là 1 trừ 1 đây được chưa? Điểm của tọa độ là 2 chứ 2 đây. Đây, điểm này là 2 chứ 2 này. Điểm này là 1 chứ 1 này. Đúng không? Điểm này là 1 1 này. Chứ -1 1. Và điểm trên này là chứ -2 ha. À, được chưa nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ có đồ thị hàm số là tổng hợp của các điểm này Đó Ok Bài tiếp theo, bài vận dụng số 3 Cho hàm số y bằng fx có đồ thị nhửa hình 10 Hãy hoàn thành bảng giá trị của hàm số sau đây Đó, Các bạn kể cái bảng này vào trong vở nhá Còn ở đây có bảng sẵn rồi Nên là cô sẽ điền luôn vào cái bảng này cho các bạn quan sát này Đối với hàm số này thì chúng ta sẽ tìm thấy các giá trị là X bằng trừ 2 Đây, x bằng trừ 2 Thì gióng lên Chúng ta cắt đồ thị tại điểm này Gióng sang Y thì sẽ thấy là Y của chúng ta bằng 4 Đúng không nhỉ? Nên chúng ta điền giá trị là 4 vào đây Rồi à, X bằng trừ 1 Đây, chúng ta gióng lên cái đồ thị Sau đó chúng ta gióng sang trục OY Thì sẽ thấy Y bằng 1 Chúng ta điền Y bằng 1 vào đây với điểm x bằng 0. x bằng 0 thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó cắt trục OI cũng chính tại gốc tọa độ luôn, đúng không? Nên điểm này là 0. x bằng 1 cô gióng lên trục gióng lên cái đồ thị này, sau đó gióng sang trục OI này sẽ thấy là cắt tại điểm y bằng 1. Chúng ta điền 1 vào đây. Với trường hợp x bằng 2, cô lại gióng lên đồ thị. Sau đó gióng sang điểm Trục OI thì sẽ thấy cắt Y tại điểm là bằng 4. Nên chúng ta điền Y bằng 4 vào đây. Mình sẽ thu được đồ thị. Thu được cái bảng như cô đã trình bày ở trong sách giáo khoa. Các bạn quan sát nhé. Vậy là cô đã hướng dẫn cho các bạn xong cái nội dung về đồ thị hàm số. Chúng ta sẽ cùng nhau làm một số bài tập để rèn luyện thêm về phần này nhé. Bài tập. Hôm nay chúng ta có tất cả là 8 bài tập Đúng không nhỉ? Bài số 1 Nào Vẽ một hệ trục tọa độ OXY Và đánh dấu các điểm A có tọa độ là 2, 0 B có tọa độ là 3, 0 Và C có tọa độ là 4, 0 Ok Bây giờ cô sẽ phải vẽ một cái hệ trục tọa độ trước đúng không? À, cái bài này thì chắc là chúng ta vẽ Chụp OI ngắn một chút cũng được. Cho nó... Đỡ tốn diện tích nhá OI này. OX này. Đúng không nha Sau đó là chúng ta đánh dấu các điểm này. À, chia khoảng cách đã. Được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ lấy này Điểm A có tọa độ trừ 2 không Vậy thì hoành độ sẽ là trừ 2 và tung độ là 0 Đúng không? Hoành độ là trừ 2 ở đây Tung độ là 0 là vừa đúng ở đây luôn Vậy điểm A ở đây Đúng không? Điểm B có tọa độ, độ, là 3 không Vậy tức là hoành độ là bằng 3 Và tung độ là 0 Hoành độ bằng 3 ở đây này Tung độ là 0 Vậy thì điểm B ở đây luôn này Chúng ta điền số vào nhá À... trừ 1 này trừ 2 này trừ 3 này trừ 4 này 1 này 2 này 3 này 4 này được chưa điểm A ở đây này chúng ta vừa tìm được đúng không điểm B ở đây này điểm C có tọa độ là 4,0 vậy tức là hoành độ thì bằng 4 tung độ thì bằng 0 đúng không vậy điểm C là ở đây này được chưa nhỉ sau khi chúng ta biểu diễn được 3 điểm ABC trên hệ trục tọa độ như thế này thì chúng ta sẽ rút ra được nhận xét là cả ba trục cả ba điểm a b c đều nằm trên trục hoành đúng không nhỉ nhận xét cả ba điểm a b c đều nằm trên trục hoành đó các bạn sẽ thấy là cả ba điểm này đều nằm ở trên trục hoành hết này được chưa nhỉ câu b Đề yêu cầu chúng ta là em hãy cho biết một điểm bất kỳ trên trục hoành có tung độ bằng bao nhiêu. Câu B. Một điểm bất kỳ trên trục hoành. Thì các bạn sẽ thấy là từ ví dụ ở câu A. Các bạn sẽ thấy là cả ba điểm ABC nằm trên trục hoành thì đều có tung độ là bằng 0. Đúng không? Chúng ta rút ra được kết luận là tất cả các điểm nằm trên trục hoành đều có tung độ bằng 0. đều có tung độ bằng 0. Được chưa nhỉ? Câu B. Bài tiếp theo bài số 2. Nào, vẽ một hệ trục tọa độ OXY, đánh dấu các điểm M có tọa độ là 0 âm 2, N có tọa độ là 0 1 và P có tọa độ là 0 4 lại tương tự như bài số 1 Đầu tiên là cô sẽ phải vẽ một cái hệ trục tọa độ đã Đúng không? OI này Và OX Được chưa nhỉ? Cô kéo cái trục OI này dài thêm một chút nhá Cho nó Tại vì chúng ta cần điểm có tọa độ là 4 mà. Đúng chưa nhỉ? Rồi. À, điểm M có tọa độ là 0, âm 2. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là M sẽ có... Uh, hành độ bằng 0 và tung độ bằng âm 2 đúng không? Âm 2 là ở đây này. Điểm M ở đây. Đó điểm N có tọa độ là 0, 1 tức là nó sẽ có hoành độ là 0. Đây, và tung độ là 1. Vị trí này. Điểm P có tọa độ là 0, 4 tức là nó sẽ có hoành độ là bằng 0. Đây, và tung độ là bằng 4. Chúng ta đóng sang, điểm này là điểm P. Được chưa nhỉ? Đề hỏi chúng ta là em có nhận xét gì về các điểm MNP? thì chúng ta sẽ thấy là ba điểm M, N, P đều nằm ở trên trục tung, đúng không? Nhận xét. Ba điểm M, N, P đều nằm trên trục tung. Câu B. Đề bảo chúng ta là em hãy cho biết một điểm bất kỳ trên trục tung thì sẽ có hoành độ là bao nhiêu thì dựa vào uh, cái câu a các bạn sẽ thấy là bất kỳ một điểm nào đó ở trên trục tung thì đều có hoành độ là bằng 0 đúng không như ba điểm mnp này à, chúng ta sẽ trả lời nhé bất kỳ điểm nào trên trục tung trên trục tung thì đều có hoành độ bằng không đó thì các bạn lưu ý cho cô hai cái lưu ý này nhá một điểm trên trục tung thì có hoành độ bằng không còn một điểm trên trục hoành thì sẽ có tung độ bằng không để sau này gặp các bài tập khác mà để cho là điểm A, B, C nào đó nằm ở trên trục tung hoặc nằm ở trên trục hoành thì các bạn cũng sẽ xác định được cái hoành độ và cái tốc độ của nó nhá vậy là chúng ta xử lý xong bài số 2 này tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang bài số 3 vẽ một hệ trục tọa độ OXY và đánh dấu các điểm A, B, C, D như ở đề bài yêu cầu sau đó là nhận xét về các cạnh và các góc của tứ giác ABCD. Thì việc đầu tiên là chúng ta cũng phải vẽ một cái đồ thị hàm số ta đã, đúng không? Um, chỗ này thì không đủ vẽ nên là cô sẽ vẽ xuống trang kế tiếp nhá o này y này o x này đúng không nha chia các khoảng cách À, tại vì cô chia các khoảng cách nó không được chuẩn hẳn Thế nên có thể tí nữa từ giác ABCD của cô sẽ lệch một chút Các bạn vẽ ở vở thì các bạn sẽ chia một cái khoảng cách chuẩn hơn cho cô nhé à, Vẽ một hệ trục tọa độ XY đánh dấu điểm A có tọa độ là trừ 3, 3 Vậy thì tức là điểm A sẽ có hoành độ là trừ 3 và tung độ là 3 Đúng không? Hoành độ là trừ 3 này và tung độ là 3 này, chúng nó dóng lên. Đây là điểm A có tọa độ là trừ 3, 3. Đó. À. Điểm B sẽ có tọa độ là 3 3. Vậy thì hoành độ bằng 3. Tung độ bằng 3. Đây là điểm B có tọa độ 3 3. Điểm C có tọa độ là 3 3. Vậy tức là hoành độ bằng 3. Tung độ bằng chữ -3. Chữ -1, chữ -2, chữ -3 này, gióng sang Đúng không? Điểm C có tọa độ là 3 trừ 3. Điểm cuối cùng là điểm D có tọa độ là trừ 3 3. Đây. Chúng ta dóng ra. Điểm này là điểm D có tọa độ là trừ 3 3. Đúng không? Các bạn có thể đặt lại số vào. Vừa nãy cô chưa muốn đặt tại vì cô sợ là khi kể sẽ bị kể vào cái số. Nhìn nó sẽ xấu. Nên là sau khi kể xong thì cô đặt số vào nhá giữa đây là một này hai này 3 này bốn này một này hai này ba này và 4 được chưa nhỉ vậy thì sau khi làm được đến đây thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ thấy là các cạnh của tứ giác abcd bằng nhau và các góc của tứ giác abcd sẽ đều bằng 90 độ đúng không nhỉ các bạn sẽ nhìn thấy ở đây này nó đúng không các góc thì chắc chắn là bằng 90 độ rồi chúng ta dóng xuống đúng không trả lời vào đây À, nhận xét các cạnh của tứ giác A, B, C, D đều bằng nhau. Đúng nhỉ? Các bạn sẽ nhìn thấy là từ B, B đoạn BC này bằng 6 này. Đấy, bên trên là 3, bên dưới là 3 thì tổng là bằng 6. Đấy, đoạn AB cũng vậy, bên trái là 3 bên phải là 3 thì là 6. Chúng ta sẽ ra được cái đoạn ở đây. Đúng không? Các cạnh này đều bằng nhau. Các góc của chúng ta thì đều bằng 90 độ. Các góc đều bằng 90 độ. Này giống như một hình vuông đúng không? Chúng ta học về hình học thì đây là hình vuông rồi. Bài số 3. Bài tiếp theo, bài số 4. Bài 4 yêu cầu chúng ta vẽ đồ thị hàm số được cho bởi bảng sau Chúng ta đã có cái bảng rồi Vậy thì đồ thị hàm số Sẽ là tập hợp Các điểm Có tọa độ là Trừ 3, trừ 6 này Trừ à, 1 Trừ 2 này 0 0 này. 1 2 này và điểm cuối cùng là điểm có tọa độ là 2 4. Được chưa nhỉ? Chúng ta vẽ cho cô cái đồ thị Đúng không? Đây là gốc tọa độ O này OI và OX Được chưa? Chia các khoảng Rồi Sau khi chia các khoảng như thế này Thì các bạn sẽ lấy các điểm Như mà là chúng ta đang Yêu cầu nhá Điểm có tọa độ là Trừ 2 trừ 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 khá là dài đúng không? Cô kéo thêm một đoạn xuống đây nhá 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 Trừ 2 là ở đây Giống sang Đúng không? Điểm thứ nhất có tọa độ là trừ Trừ 2, trừ 6 điểm thứ hai có tọa độ là 1 tr- 3 Ừ 1 3 1 ở đây này tr- 3 ở đây này chúng ta giống xa điểm thứ ba có tọa độ là không không mà chính là gốc tọa độ đây rồi đúng không điểm thứ tư có tọa độ là 12 một, 1 2 chúng ta giống ra Đây đúng không Và điểm cuối cùng của tọa độ là 24 24 là đây đúng không Đó Xem nhỉ Chúng ta có tất cả 5 điểm như thế này Rồi À Ok Bài số 4 À xin lỗi các bạn, chỗ này là điểm đầu tiên có tọa độ là trừ 3, trừ 6 Đúng không? Cô đang vẽ là trừ 2 Nhầm một chút Chúng ta sửa lại cái này nhá Chúng ta sửa lại cái này, trừ 3 là điểm này đúng không? đóng số Vẫn là trừ 6 giống sang. Đúng không? Điểm này có tọa độ là trừ 3, trừ 6 Rồi Bài số 4 này Bài tiếp theo Bài số 5 Trong những điểm sau, tìm điểm thuộc đồ thị hàm số y bằng 4x. Bây giờ chúng ta đã có sẵn đồ thị hàm số y bằng 4x rồi. Vậy thì à, để xem là các điểm này có thuộc đồ thị hàm số hay không thì chúng ta sẽ thay các giá trị của x vào giá trị của y nhé. Chúng ta xét từ điểm 1 này. Xét điểm đầu tiên là xét điểm m. Có tọa độ là trừ 1, trừ 4 ta sẽ có F của trừ 1 sẽ bằng 4 nhân trừ 1 và bằng trừ 4. Các bạn sẽ thấy là cái điểm M của chúng ta, một điểm mà thuộc đồ thị hàm số, thì điểm đấy sẽ phải có dạng là uh, A với trường hợp là X, Fx, đúng không? Đấy, điểm A phải có tọa độ là X, Fx thì nó sẽ thuộc đồ thị hàm số Y bằng Fx. Và ở đây chúng ta xét điểm M thì sẽ thấy là F của trừ 1 vừa đúng bằng 4 luôn. Nên điểm M có dạng là x, fx. Vậy thì suy ra là điểm M sẽ phải thuộc hàm số y bằng fx đúng không? M sẽ thuộc hàm số y bằng fx là bằng 4x. Đó. Chúng ta làm tương tự nhé. Các bạn xét cho cô điểm thứ hai Điểm thứ hai của chúng ta là điểm N có tọa độ là 1 trừ 4. Có. F của 1 sẽ bằng 4 nhân với 1 bằng 4. Cái này khác với giá trị trừ 4 là tông độ của điểm N. Đúng nhỉ? Vì hai cái số này khác nhau thế nên điểm N sẽ không thuộc hàm số y bằng 4x. Điểm thứ ba là điểm P. Xét điểm P có tọa độ là 1/4. 1 ta có F của 1 phần 4 sẽ bằng 4 nhân 1 phần 4 và bằng 1. Vậy nên là nó vừa đúng bằng tung độ của điểm P, đúng không? điểm P sẽ thuộc đồ thị hàm số y bằng 4x được chưa nhỉ? Bài số 5. Bài tiếp theo, bài số 6. Cho y là hàm số của biến số x, giá trị tương ứng của x y được cho trong bảng sau câu A yêu cầu chúng ta vẽ hệ trục tọa độ OXY và xác định các điểm biểu diễn các cặp giá trị XY tương ứng có trong bảng trên. À, vẽ trục tọa độ OXY. Cô sẽ lại vẽ cái trục tọa độ ra nhé. Đúng không? Trục OX này. Trục OY này. X, O, -X. Y Được chưa nhỉ Đánh dấu các điểm thì lát nữa cô sẽ tạm đánh dấu đã Lát nữa cô điền các số vào sau Sau khi vẽ để cho nó đỡ bị Xấu cái hình nhá Rồi Để yêu cầu chúng ta biểu diễn các cặp giá trị x y tương ứng Thì chúng ta sẽ có Với giá trị của x bằng trừ 2 Thì y bằng trừ 6 đúng không 1, 2, 3, 4, 5 Trừ 6 là xuống tận dưới này cơ Nối thêm một đoạn nữa nhá. 6. x bằng trừ -2, y bằng trừ -6 là đây. Được chưa nhỉ? Trừ -2, trừ -6, điểm đầu tiên này. Chúng ta tìm được điểm thứ hai là điểm trừ -1, trừ -3. Trừ -1 ở đây này, trừ -3 ở đây này. Được đây. Được chưa nhỉ? Điểm này điểm thứ hai này. Điểm thứ ba là điểm 0 0 ở đây chính là góc tọa độ đúng không? Điểm thứ tư là điểm 1 3. 1 2 3 4 5 và 6 là ở trên này. Chỗ này chắc là cô lại phải vẽ thêm một đoạn nữa nhá. Cho nó đủ 6 được chưa? 1 3 là điểm này này. Đấy. Và điểm cuối cùng là điểm 26. Vậy từ số 2 chúng ta gióng lên. Đúng không? 6 giống sao Đây là điểm 2 6 Điểm này điểm 1 3 Đó Điểm này là điểm Trừ 1 Trừ 3 Được chưa nhỉ? Rồi Câu B người ta hỏi là Em có nhận xét gì Về các điểm vừa xác định Ở trong câu A Thì bây giờ các bạn để ý cho cô một chút Cô sẽ kể một cái đường thẳng Đó Đây kể cho các bạn quan sát các bạn sẽ thấy là chúng ta kể thử nhá đó chúng ta kể thử nhá cô sẽ kể thử cho các bạn quan sát này hơi lệch một chút đúng không đó cô kể cái thước cô không có thước đấy các bạn có thước các bạn kể sẽ chuẩn hơn nhá kể thử thì các bạn sẽ thấy là các điểm ở câu a của chúng ta nằm trên một đường thẳng đó các bạn trả lời vào đây cho cô câu b này các điểm ở câu a nằm trên một đường thẳng Được chưa nhà, câu B. Rồi, bài tiếp theo của chúng ta là bài số 7. Số quyền vở đã mua x và số tiền y nghìn đồng phải trả của ba bạn Hùng, Dũng, Mạnh được biểu diễn lần lượt bởi ba điểm H, D, M trong mặt phẳng tọa độ OXY như ở hình 11. Câu A, yêu cầu chúng ta tìm tọa độ các điểm H, D, M. Thì bây giờ các bạn quan sát ở ở hình 11 cho cô này từ điểm để tìm đoạn độ của điểm M. Từ điểm M chúng ta sẽ kẻ một đường thẳng vuông góc với trục OX sẽ cắt trục OX tại điểm lá 2 và kẻ đường thẳng vuông góc với trục OY sẽ cắt trục OY tại điểm lá 6. Vậy thì điểm M của chúng ta sẽ có tọa độ là 2 6. Được chưa nhỉ? Tương tự điểm H thì từ điểm H chúng ta sẽ kẻ một đường thẳng vuông góc với trục OX sẽ cắt trục OX tại điểm 3 và cắt trục OY tại điểm 9. Vậy nên điểm H sẽ có tọa độ là 3, 9. Điểm D. Thì từ điểm D chúng ta kể đường thẳng vuông góc với trục OX sẽ cắt trục OX tại điểm 4 và cắt trục OY tại điểm 12. Vậy nên điểm D sẽ có tọa độ là 4, 12. Đúng không nhỉ? Rồi. À, 3 điểm HDM ở câu A chúng ta đã tìm được này. Câu B. Đề bài hỏi chúng ta là hỏi ai mua nhiều quyển vở nhất. Các bạn sẽ thấy đề bài cho chúng ta là số quyền vở được biểu diễn bởi x, đúng không? Vậy nên là từ các giá trị của x chúng ta sẽ thấy là bạn Hùng sẽ mua được 3 quyền vở này, bạn Dũng mua được 4 quyền vở này và bạn Mạnh mua được 2 quyền vở, đúng nhỉ? Vậy nên chúng ta sẽ thấy là bạn Dũng sẽ là mua được nhiều quyền vở nhất. Bạn Dũng mua được nhiều quyền vở nhất. Cụ thể là bạn ấy mua được 4 quyền Đúng không nhỉ? Tại vì x bằng 4 mà Bài cuối cùng Bài số 8 Mai trông coi một cửa hàng bán kem Em nhận thấy Có mối quan hệ giữa số que kem S bán ra mỗi ngày Và nhiệt độ cao nhất T độ C của ngày hôm đó Mai đã ghi lại các giá trị tương ứng của T và S trong bảng sau Các bạn quan sát ở đây để yêu cầu chúng ta vẽ đồ thị của hàm số s theo biến số t thì với việc đề bài là vẽ đồ thị của hàm số thì chúng ta sẽ cần phải kể cho cô một cái đồ thị ra đây đoạn này có khả năng là chắc sẽ không đủ để kể cái đồ thị đấy đâu đúng không nên là chắc chúng ta sẽ cần phải vẽ xuống phía dưới này đi đó cô sẽ viết bài 8 xuống phía dưới này nhé Rồi Cô vẽ một cái đồ thị Ở đây nè Cái đồ thị này thì có vẻ như là Nó sẽ không Nhận các giá trị âm nhiều Đúng không? Nên là chúng ta sẽ Chỉnh sửa lại nó một chút Cô sẽ vẽ nhiều giá trị dương hơn Như vậy thì cái đồ thị nó sẽ đẹp hơn. Đó. Được chưa nhỉ? Đây là trục OI này và đây là trục Ox. Được chưa nhỉ? Vẽ đồ dị hàm số S theo biến số T vậy thì T sẽ nằm ở trục Ox và S sẽ nằm ở trục OI đúng không? Cô chia các khoảng cách ra đi. Ví dụ như là T của cô đang thấy cao nhất là 30 này Đoạn này là 10 đi Đoạn này là 20 Đoạn này là 30 S của chúng ta cao nhất là lên đến 60 Đúng không? Thì cô chia các khoảng nhá 10 này 20 này 30 này 40 này 50 này Lên đây là 60 Được chưa? 10 20 30 40 50 Và lên đến đây là 60 đó, cô xóa cái y này đi Cho lên đây Đấy, để đoạn này là 60 nhá Ok, khi T bằng 18 thì S bằng 36 Chúng ta gióng các điểm vào đây cho cô 18 là khoảng này này 36, cái này thì cô cũng chỉ áng chừng thôi nhá Các bạn áng chừng cho cô Đó, cô áng chừng các điểm Đúng không? Điểm thứ nhất Điểm này cô có thể gọi nó là điểm A đi Đồ thị của hàm số sẽ là tập hợp của các điểm Chúng ta nhìn thấy ở đây Đúng không? Cô viết thêm một dòng nữa nhé. Đồ thị Hàm số Sẽ là Tập hợp các điểm Điểm A có tọa độ là 18, 36 Đúng không? Điểm B có tọa độ là 20 40. Điểm C có tọa độ là 21 42. Điểm D có tọa độ là 25 50. Điểm E có tọa độ là 28 56. Và điểm F có tọa độ là 30 60 được chưa nhỉ từ đây thì các bạn sẽ uh, lấy các điểm lần lượt nhá đây điểm A của cô đây đúng không điểm A của cô đây này điểm B có tọa độ là 20 40 thì giống 20 sang này 40 lên đến đây đúng không đây là điểm B này Đó, điểm là điểm B này Điểm C thì sẽ có tọa độ là 21, 42 21, 42 khá là gần đúng không? Đây Đây Điểm này là điểm C này Điểm D có tọa độ là 25, 50 25 ở đây này 50 dòng lên Đúng không? hơi lệch một chút này nó giống từ dưới lên trên thì nó sẽ chuẩn hơn nha cô quen tay đó đúng không 25 50 điểm này là điểm D điểm tiếp theo là điểm E có tọa độ là 28 56 28 Rồi ở đây nè xin lỗi các bạn Đúng không? Chúng ta gióng lên. Đó. 56 đúng không? Điểm này là điểm E. Và điểm cuối cùng là điểm F có tọa độ là 30 60. Cô gióng từ vị trí 30 lên. Và gióng từ vị trí 60 sang. Nhờ các bạn có thước kẻ thì các bạn kẻ bằng thước kẻ nó sẽ chuẩn nhất nhá. Cô ở đây không có thước kẻ nên cô gióng nó hơi lệch một chút. Đây là điểm F, được chưa nhỉ? Vậy là chúng ta đã vẽ được đồ thị của hàm số S theo biến số T bởi các điểm A B C D E và F. Được chưa nhỉ? Vậy thì trên đây cô đã hướng dẫn cho các bạn học và trả lời xong các câu hỏi bài tập trong bài số 2, tọa độ của một điểm và đồ thị của hàm số. Các bạn hãy theo dõi trang lời giải 2.com để theo dõi các video tiếp theo nhé tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau